Rồi các bạn sẽ làm bài số 5 trước đi ha. Số 5 nhập vào một số, xuất ra tất cả các ước số của số đó. Vậy chúng ta sẽ làm cái chương trình nhập. Chúng ta sẽ khai báo một số n nào đó. Rồi chúng ta sẽ dùng một cái vòng lặp để chúng ta xuất ra các ước số của nó. Vòng lặp này chúng ta sẽ khai báo một cái biến n và chúng ta sẽ xuất ra một cái câu thông báo. Nhập vào số n chấm phải cin n. Đó, như vậy thì chúng ta đã nhập xuất câu thông báo và nhập vào được n. Bây giờ các bạn sẽ thử xuất ra cái số mà chúng ta vừa nhập. N. Rồi, chúng ta sẽ chạy thử chương trình nhé. Rồi, chương trình của chúng ta không có lỗi. Nhập vào số N, ví dụ số 5. Số bạn vừa nhập là 5. Như vậy là chúng ta, khi các bạn lập trình thì các bạn sẽ chia nhỏ cái đoạn chương trình của mình ra để các bạn chạy thử để mình kiểm tra lỗi cho nó dễ. Bây giờ các bạn sẽ tìm ước tất cả các ước của nó từ 1 cho đến n. Như vậy thì một cùng số bất kỳ thì nó có ít nhất là hai ước là 1 và n. Như vậy các bạn sẽ for y bằng 1 y nhỏ hơn hoặc bằng n y cộng cộng. Như vậy các bạn đã có được một cái vòng for từ 1 đến n. Chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái n của chúng ta mới vừa nhập có chia hết cho y hay không. Nếu chia hết thì chúng ta xuất cái ước đó ra. Nếu như n mà chia cho y bằng 0 thì chúng ta sẽ xuất cái ước ra. Xuất cái ước ra. Xuất cái y ra luôn đi ha, xuất y ra. Đó, mình chỉ xuất y ra thôi. Rồi sau đó mình sẽ xuống dòng. Đó. Như vậy thì cái việc này rất là đơn giản, là các bạn đã for y chạy từ 1 đến n và xuất cái y ra. Rồi chúng ta thử nhập vô số ví dụ như là 20 đi. 20 enter. Như vậy 20 chúng ta sẽ có những ước nào? 1 2 4 5. Bao nhiêu nữa nè? 10. Đó. Và 20 là cái ước số chính nó. 1, 2, 4, 5, 10 và 20. Như vậy chúng ta đang có ước số của một số bất kỳ. Và nếu chúng ta chạy lại, chúng ta thử nhập một số lớn hơn. Ví dụ như là 49. Thì chúng ta chỉ có là 1, 7 và 49. Bây giờ chúng ta nhập một con số nó là số nguyên tố. Ví dụ chúng ta nhập con số là 17 thì các bạn chỉ có hai ước 1 và 17. Thì dựa vào cái này để chúng ta làm cái chương trình tìm số nguyên tố. Như vậy chúng ta đã làm xong cái câu số 5, nhập vào một số và xuất ra tất cả các ước số của số đó.